Và sau đây vũ điệu thứ năm mang tên là vũ điệu Nam Tô. Đây là một vũ điệu cổ truyền của dân tộc Tây Tạng, rất được phổ biến tại vùng thủ đô Lhasa của Tây Tạng. Vũ điệu này cũng là một sự phối hợp của hai vũ điệu gọi là Nang Ma và Tô Sê. Và đoàn vũ công Xtipa sẽ sửa soạn để có thể ban chúng ta thưởng thức được cái vũ điệu đặc biệt Nang Tô này trong giây lát. Thank you.
Xin cảm ơn đến một lần nữa đến đoàn vũ công Xtipa. Thank you Xtipa.